Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kim Ngân kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh Mục Su Xê Vũ Ngọc Tuyển. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Đọc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tia đi qua vùng Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời thở dài và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đang ở tuần thứ 5, thứ 6, tuần thứ 5 mùa thường niên. Và cũng là ngày 11 tháng 2, ngày giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Khi nói đến Đức Mẹ Lộ Đức thì chắc chắn chúng ta không thể nào quên vị thánh yêu mến Đức Mẹ là Bernadette. Qua sự yêu mến mà Đức Mẹ đã hiện ra với vị thánh và rất nhiều những ơn lành, những dấu lạ đã được xảy ra, đã được thực hiện cho nhiều người đến nơi đây để kính viếng mẹ và cầu nguyện. Con chưa được đến Lộ Đức bao giờ cả, nhưng mà qua những người đã được đến thì con nghe được rằng rất nhiều phép lạ đã được thực hiện nơi đó. Và những dấu tích, ví dụ như những chiếc nạng gỗ, những chiếc xe lăn còn để ở đó rất nhiều. Và đây là dấu chứng rất cụ thể là ơn thiêng, ơn lạ đã được ban xuống cho những người đến nơi đây qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Rất là trùng hợp, tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta nghe một câu chuyện mà Đức Giêsu chữa lành cho một người vừa ngọng vừa điếc. Cũng không khó để chúng ta có thể tìm thấy một câu chuyện mà Chúa Giêsu chữa lành cho những bệnh tật, cho những người bệnh hoạn tật nguyền ở trong tin mừng. Chúa Giêsu làm rất nhiều lần. Nhưng ngày hôm nay việc chữa lành của Chúa Giêsu hình như có cái gì đó hơi lạ hơn một chút. Qua những cái cách thức Ngài đặt tay vào trong lỗ tai của người điếc, rồi Ngài dùng nước miếng của mình bôi vào lưỡi của người bị ngọng để rồi mới cầu xin Chúa ban cho người này được nghe và người này được nói rõ ràng. Chúng ta không đi vô phân tích tại sao Chúa Giêsu làm như vậy, nhưng qua việc chữa lành này chắc chắn chúng ta cảm nghiệm được điều rằng lòng của Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả những người bé nhỏ, đặc biệt là những người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi. Bằng chứng là trong tin mừng, Chúa đã không ngại đụng chạm đến một người bị điếc, bị câm. Có lẽ là những cái sự đụng chạm đó
nếu là một người bình thường chúng ta cũng rất là ngại. Nhưng đối với Thiên Chúa thì qua việc chữa lành, qua việc đụng chạm đó, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không ngại để đến chạm vào thân phận yếu đuối, tội lỗi của con người, để ban cho con người ơn, tha thứ và chữa lành những thương tích trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nhìn lại những dấu lạ, những phép lạ đã xảy ra nơi lộ đức, thì chắc chắn củng cố thêm niềm tin cho chúng ta rằng Thiên Chúa không có bỏ rơi con người, Thiên Chúa không có bỏ rơi những người đau yếu bệnh tật, nhưng Thiên Chúa chờ để nghe chúng ta kêu xin, Thiên Chúa chờ để nhìn thấy chúng ta còn tin tưởng và cậy trông, Thiên Chúa chờ để chúng ta chạy đến và xin người chữa cho. Vậy việc lắng nghe lời Chúa ngày hôm nay cũng như việc giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ước gì mỗi người chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng vào tình thương vô biên mà Thiên Chúa luôn luôn dành cho con người. Chúng ta đến để nài xin Chúa, để xin Chúa chạnh lòng thương mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta có thể khỏe mạnh về thể chất, nhưng chắc chắn chúng ta cũng sẽ có một vài cái bệnh tật nào đó trong tinh thần, trong đức tin. Vì vậy, chúng ta hãy xin với Chúa cho chúng ta có đủ khiêm tốn và tin tưởng nơi lòng nhân từ và quyền năng của Thiên Chúa, để chúng ta chạy đến với cả tấm lòng thành, với tất cả sự khiêm tốn cậy trông. Chúng ta thưa lên với Chúa: lạy Chúa, xin thương chúng con. Lạy Chúa, xin chữa lành con. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.